Xin chào quý vị, xin mời quý vị đến với Bãi Cọc Bạch Đằng, mới được phát lộ tại gần đây nhất tại thôn Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019 vừa qua thì ông Nguyễn Tuân Triệu đã phát hiện ra hai cọc gỗ dài 3 mét, đường kính khoảng 30 cm, và đã báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức trách. Vào ngày 20 tháng 12 vừa qua thì các nhà nghiên cứu lịch sử đã về nghiên cứu và báo cáo kết quả. Theo các nhà nghiên cứu thì bãi cọc này thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3 năm 1288. Các cọc gỗ thì phần đầu đã gãy và phân bổ không thẳng hàng, cách nhau theo chiều đông tây khoảng 5 đến 7 mét. Hiện tại bây giờ thì đã khai quật được 27 chiếc cọc gỗ bổ, và còn ở trên đây thì rất nhiều. Kết quả giám định thì các cọc có niên đại từ năm 1270 đến 1430 sau công nguyên. Điều đó chứng minh đây là bãi cọc nhà Trần đập lên, và để ngăn chặn quân Nguyên Mông đi từ sông Giá và ép đại quân này rút ra từ Phả Lại đi vào sông Bạch Đằng. Và đây chính là trận đánh Bạch Đằng xưa. Xin mời quý vị cùng xem. Và hôm nay tôi quay chính là anh là người phát hiện ra bãi cọc này. Đó là anh Nguyễn Tuân Triệu, hiện anh đang vẫn là người bảo vệ, trông coi và chăm sóc bãi cọc hàng ngày. Xin mời quý vị cùng xem tiếp bãi cọc.